7 tập thể và 51 cá nhân có thành tích tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, vừa được Đảng ủy Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long biểu dương khen thưởng vào chiều nay. Báo cáo điển hình của các tập thể cá nhân và đánh giá chung của Đảng ủy Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long đã minh chứng rõ nét, đồng thời khẳng định kết quả nổi bật của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Đài trong năm qua, không chỉ tạo chuyển biến về nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên viên chức mà còn nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, đảm bảo nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Không chỉ quán triệt thực hiện nghiêm từ việc tiếp thu chuyên đề đến đăng ký, triển khai học tập và làm theo trong đơn vị, công tác tuyên truyền chỉ thị 05 trên sóng phát thanh và truyền hình cũng được quan tâm đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, góp phần tích cực trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân, khẳng định được tầm quan trọng, ý nghĩa sâu sắc của việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhất là lan tỏa được những cách làm hay, những gương tập thể, cá nhân điển hình cần nhân rộng. Để việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, Ban Thường vụ Đảng ủy Đài nhấn mạnh phải xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại viên chức đảng viên cuối năm. Phát huy vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong việc tiên phong gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất, mang lại hiệu quả cao và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cơ quan đơn vị.